Con chào sư, sư cho con hỏi. Con rất thích nuôi chó và mong muốn nuôi và bán chó cho nhiều người yêu thích. Nhưng con liên tưởng đến lúc chó mẹ đẻ ra một đàn chó con tách chúng ra khỏi nhau về tình mẫu tử. Con thấy nhiều clip trên mạng chó mẹ rất yêu thương chó con và cứ chạy theo chó con. Đến lúc tách ra khỏi đàn, con nhìn rất xót xa, kính mong sư cho con lời khuyên về việc nuôi và bán chó. Con xin cảm ơn sư. Sư nói như vậy thì quý vị sẽ thấy là hình như có cái gì đó không ổn. Quý vị rất là thương con nít. Cho nên là quý vị sau khi mà lấy vợ thì bà vợ ba đẻ khuyến khích bà vợ ba đẻ ra thiệt là nhiều đứa con. Rồi quý vị đem những đứa con đó tặng cho nhà hàng xóm, rồi tặng cho thiên hạ để cho mọi người đều có con nít. Quý vị nghe nó có ổn không? Cái vấn đề là mình không xem con chó nó cũng có những cái tâm, nó cũng có những cái tình cảm như là con người. Mình không xem nó như là một người bạn, mà mình xem nó giống như là một vật sở hữu, giống như một cái trái cây mình trồng lên rồi thì cái trái cây đó mình định đoạt như thế nào mình định đoạt, mình đâu có cần biết nó vui buồn như thế nào. Mà nếu như mà mình coi nó như là một con người, nó cũng có cái quyền sống, quyền yêu thương của tụi nó, thì quý vị sẽ thấy là mình có vấn đề. Xin thưa là ngay cả chùa nó cũng có bầy chó. Sư nhức đầu với nó lắm quý vị. Tuy nhiên những cái chuyện nhức đầu nó cũng chỉ là một cái từ tượng hình thôi. Mà bởi vì có nhiều khi nó phóng uế bừa bãi, nó phóng uế cả lớn lẫn nhỏ, đại tiểu ở chánh điện, rồi ở thiền đường, ở phòng khách, thậm chí là cái gạo mà để làm từ thiện nó cũng phóng uế lên trên đó. Phải nói là mình không biết, mình không chắc là cái lúc mà nó ở đây nó tạo thiện nhiều hơn hay nó tạo ác nhiều hơn. Mà nói thiệt là nếu như mình căn cứ trong kinh tạng đó nha, thì nó được xếp vào cái hạng gọi là cái hạng chống phá, chứ không phải là cái hạng giúp đỡ, mà nó được xếp vào hạng chống phá. Nhưng mà ngay cả trong trường hợp như vậy, sư vẫn im lặng, bởi vì sư không muốn là bởi vì cái lời nói của mình đó, mà những con chó con nó phải xa gia đình rồi. Rồi hoặc thậm chí là nó phải bỏ xứ nó đi, tức là nó đi chỗ khác, người ta nuôi nó thì nó đi chỗ khác. Mình sư không muốn là vì lời nói của mình mà nó bị đuổi đi, ngay cả trường hợp như vậy. Nói như vậy để cho quý vị thấy là khi mà mình làm bất kỳ chuyện gì, mình phải rất là cẩn trọng, để nhất là cái chuyện nó ảnh hưởng đến chúng sanh khác. Khi mà sư nhắm hoặc là mình nhắm mà mình chưa có trí, chưa có đủ trí để giải quyết cái vấn đề một cách nó vẹn toàn, thì mình quan sát, giữ im lặng và để xem cái duyên, cái nghiệp nó vận hành như thế nào. Và đương nhiên khi mà cái trí của mình phát triển thì có thể mình sẽ có giải pháp. Nhưng trước đó mình không có vội vã để mình làm bất kỳ điều gì. Cái chuyện của quý vị thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả cái chuyện đó thì quý vị cũng suy tư cho cẩn trọng. Nếu như mà quý vị xem đây là chỉ là một cái thú vui thì sư khuyên là không nên. Còn nếu như mà quý vị xem đây là một cái kế sinh nhai thì nó lại là một cái tà mạng. Bởi vì cái chuyện mà mình buôn bán động vật thì bản thân nó là tà mạng, thì nó cũng không nên. Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị không tìm được cái phương kế nào khác để sinh nhai thì sư làm sao sư cản được quý vị. Thành ra hãy cẩn trọng với cái quyết định của mình. Và không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường suy nghĩ như thế nào, bởi vì cái hồi mà tổ chức khóa tu ở trên đó thì nó cũng có nhiều con chó, nó cũng tài trớn lắm, nó chạy lên trên thiền đường, nó chạy ngang qua thôi, nhưng mà nó chạy ngang qua nó hửi chỗ nào là nó tè ngay chỗ đó.
Phải nói là cái thảm của thiền sinh thì mình nhìn mình thương giùm thiền sinh luôn á. Thì không biết rồi cái gì đó, cho nên là không biết là Đại Đức có cái nhìn như thế nào về cái vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Khi mà sư đọc câu hỏi này á, sư chỉ đọc đến cái đoạn này thôi. Là đoạn này nè: "Con chào sư, sư cho con hỏi. Con rất thích nuôi chó." Cái này là chỉ đọc tới đoạn "rất thích nuôi chó" thôi. Là nó thuộc đúng thật quý vị nha, làm sư. Cái nghĩa là hồi ức á, gọi là hước quay về á, cách đây 5 năm trước. 5 năm về trước đó là 2017. Nên cái này là câu chuyện có thật nha, câu chuyện của sư luôn nha, chứ không phải sư lại đem câu chuyện nha, gọi là dựa trên câu chuyện có thật luôn đó. Thì năm 2017 sư có nhập hạ một trường thiền bên Miến. Do cái vấn đề câu chuyện này nó khá nhạy cảm nên sư sẽ không đề cập trường thiền nào. Thì trường thiền, thưa quý vị, trường thiền là, sư xin nói rõ nha, trường thiền không có chủ trương nuôi chó nha. Trường thiền bên Miến không có chủ trương nuôi chó. Những con chó nó sống nó gần như là, chưa nói là gần như là, cũng như là gọi là hoang dã đó, thưa quý vị. Mặc dù chó nhà đó như hoang dã, có nghĩa là ai 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 dân làng thì cho, hay là như khi bếp đó, bếp mà dứt ăn thì cho nó, còn bình thường nó vẫn sống theo cái bản bản năng đó thôi. Thì câu chuyện xảy ra như vậy nè. Tại sao mà sư lại nhấn mạnh là cái đoạn mà "con rất thích nuôi chó" là như vậy? Nó xảy ra gì? Có một vị sư người Việt Nam, thì tu chung với sư đó, trường thiền, thưa vị, ở trường thiền á, ghi tiếng Anh lẫn tiếng Việt rất là rõ cho thiền sinh nam lẫn bên nữ, là ghi rất là rõ nha, có bảng đàng hoàng. Ghi đó là không có dùng cái thức ăn đó, đừng có được feeding, có nghĩa là dùng đừng đừng có cho chó ăn, nó tóm lại là đừng có cho chó ăn, không, đừng có dùng thực phẩm mới cho chó ăn, nó như vậy đó. Thì có một vị này, vị sư này rất là lạ, thưa vị, có nghĩa là vị này á, thì sư cũng thật sự sư cũng quen biết cái vị này cũng có giúp đỡ sư cái thỏa ban đầu qua đó. Vị này có một cái sở thích rất là lạ, thì gọi là lạ đấy. Có nghĩa là cái vị này khi mà thường thường là đi 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 bát để ăn, thưa vị, là đi quý sư đi buffet, có nghĩa là thường là chỉ tăng đi trước, không, thì ví dụ ăn, nếu nó đúng là ăn bằng mình ăn sức ăn mình ăn bao nhiêu, vừa bao nhiêu thì múc bao nhiêu, tại vì còn những người phía sau nữa, còn những vị tỳ kheo phía sau, nhỏ hạ phía sau, còn quý cô tu nữ phía sau, còn cận sự nam và cận sự nữ phía sau, và còn nhà bếp nữa vị, những cái người mà phục vụ hậu tăng nữa. Đó. Thì cái vị này có một cái tật là như vậy, lần thường là khi mà múc ăn á, phải bị múc dư để làm chi, để đem về á, là cho mấy con chó, cho mấy cha. Thì cái sự việc này nó xảy ra rồi, ngày thì ban đầu là cái người hộ lý hộ trợ lý cho thiền sư á, cũng có biết, cũng có nhắc nhở cái vị này, nói là đại loại như đừng làm gì, đừng có làm như vậy, có nghĩa là qua quý sư qua đây chỉ tu tập thôi, đã quy định như vậy rồi, chỉ lo tu tập thôi, cái việc của nó, cái việc của những con chó đó, là nó đã như vậy rồi đó. Cũng nói vị này rồi, và cũng có nói nhấn mạnh là thức ăn á, thật sự thức ăn không phải là nhiều đâu, còn cho những vị phía sau, những người phía sau nữa, không, rồi vị này á, cứ ban đầu như cũng nghe nhưng mà rồi sau cũng làm tiếp như vậy, cũng làm tiếp như vậy. Rồi thậm chí á, thiền sư buổi trình pháp á, thiền sư có nhắc nhở luôn, sư nói là sư đừng có làm như vậy nữa, nhưng mà vẫn làm, thưa vị, vẫn làm. Rồi đến một lúc á, rồi ngày phó thiền sư lẫn ngày thiền sư luôn, nhắc hoài không được, rồi thôi muốn làm gì làm. Thì có một lần á, sư mới trò chuyện vị này nè, sư cũng có sư cái vị này, ngay cả bản thân vị này á, là cũng có nói sư là đại loại như có thức ăn, lỡ mà thức ăn dư á, thì hãy đưa cho vị đó để vị đó cho chó. Cái sư mới nói: "Ủa bây giờ trường thiền cấm mình gì, mình làm gì, lỡ mình làm gì rồi nó sai thì sao?" Thì vị nó nói gì nè, vị nói là: "Sư không thấy mấy con này chó nhà, mình phải có, với vị nghe rõ nghe, mình phải có cái tâm từ với tâm bi với nó, có tâm từ với cái sự bi mẫn
cái tâm từ với sự bi mẫn của nó, mình gọi nó vậy thì mình ai nuôi. Rồi thậm chí vị này á, mấy con chó nó đẻ vị này để trong cốc luôn, rồi nhìn gọi cho mấy chó con á, nó la, nó sủa lên á, làm ảnh hưởng đến cái vị kế bên. Bây giờ á, cái vị này nè nói một câu này nè, là sư không thấy sư phải có tâm từ bi chứ không, sư không được động vật. Nó là mình, bản thân mình là mình có thể làm cái thức ăn của nó kiếm gì nó ăn, đúng không? Mình phải biết thương nó chứ. Bây giờ sư đặt cho vị vị câu hỏi nha, mà cho cái vị này, kêu cho vị này, tạm gọi cho vị này nó nói đúng đi, cái quan điểm vị là đúng đi. Vị quay lại câu hỏi nè, không vậy không lẽ Nguyên Dương Thiền, ngài thiền sư, ngài phó thiền sư, rồi những cái vị mà nguyên cái ekip á, ở trường thiền, rồi những cái người hành giả tu tập ở đó đều không có tâm từ bi với những con chó này hay sao đó, để cho nó như vậy đó. Quý vị phải tự hiểu, mà chỉ vì quý vị phải hiểu đôi khi cái tình mình gọi là thích hay là thương hay là từ là bi, nhưng mà đôi khi những cái khái niệm đó mình đang bị ngộ nhận, thưa quý vị. Mình không bị ngộ nhận, mình bị ngộ nhận mình không thực sự hiểu thế nào là tâm từ, thế nào là tâm bi mẫn theo đúng tinh thần là Phật dạy. Rồi từ đó mình suy diễn, mình làm nó, mình nói là à làm như vậy nè mới là từ, làm như vậy tâm từ nè, làm gì mới bị mẫn nè, làm gì nè cho chúng sanh gì mới tốt nè, không làm gì mới đúng là Phật dạy nè. Nhưng mà thật sự mình ngộ nhận mình đi sai chết rồi, mình phá những cái quy tắc của thiền viện, mình làm ảnh hưởng ngay cả thiền viện, ảnh hưởng cho bản thân mình, bản thân mình đó mình dính mắc như những cái điều đó, ảnh hưởng cho cái quá trình mình vun bồi giới định định tuệ, mình bỏ cha bỏ mẹ, mình xuất gia, mình qua bên đây mình tốn biết nhiêu thời gian, tốn tiền tốn bạc qua đây mình tu vào những việc đó, nó gây trở ngại rồi mình ảnh hưởng những người khác, rồi mình cho là thế đó, phải tờ phải như vậy mới là đúng. Cho nên một lần nữa qua câu chuyện này, câu điện đây là một câu chuyện có thật, mà cái vị đó bây giờ đang đi dạy thiền người ta, thưa vị. Cái vị đó bây giờ cái vị mà sư vừa nói đang đi dạy thiền người ta, mà ngài thiền sư đâu cho phép đâu, ngài thiền sư không cho phép, ngài thiền sư không cho phép cái vị đó đủ thẩm quyền để dạy thiền. Nhưng mà cái việc mà vị đó như vậy mà bây giờ là ở về Việt Nam rồi, và trở thành thiền sư. Thì qua câu chuyện này á, câu chuyện này sư có phân tích á, mong quý vị hiểu nhiều khía cạnh, để khi mình nói là mình thích mình thương, mình có phải có trách nhiệm với người này, trách nhiệm với người nọ, bổn phận với người này người nọ, bổn phận với con này con nọ, chúng sanh này chúng sanh nọ, thì mình phải xem lại cái bổn phận trách nhiệm cái đó có đúng với tinh thần lời Phật dạy không, có đúng với tinh thần trong tâm tạng kinh điển không, không tâm tạng Bali không? Không, rồi mình hãy ra cái quyết định. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Phải nói những cái vụ mà tương tự từ chó cho tới người nói không bao giờ hết chuyện, sư xin thưa với quý vị, sư với sư tệ tường mà ngồi mà nói hết cả ngày hôm nay vẫn không hết chuyện. Cái vấn đề là nếu như mà mình nói về cái chuyện tu hành thì phải cẩn trọng giữa tâm từ và tâm ái, biểu hiện có vẻ nó giống nhau nhưng thực tế nó khác nhau nhiều lắm. Sư nhớ hồi mà sư nuôi chó, tâm từ với nó là như thế này: mình ăn cái gì nó ăn được cái đó, tức là đồ ăn của nó không phải sạch sẽ, cái mình ăn được thì nó mới ăn được. Sư quan niệm như vậy đó, và chăm nó rất là kỹ, thương như thương con. Nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó không thấy một con, một bầy chó con rất là dễ thương, một ngày nào đó không thấy một con, hỏi thì nói cái người này bắt đi rồi. Rồi thì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, bình thường. Một ngày nữa thấy vắng một con, hỏi có người bắt đi rồi, cũng bình thường. Tức là đó, cái lòng từ của mình là một cái tình thương không có dính mắc, còn cái lòng ái nhiễm nó có dính mắc. Thành ra là sư luôn luôn khuyến khích quý vị tu tập, tu tập để mình nhìn rõ được cái nội tâm của mình. Nhưng mà cái vụ này thì có vẻ nó cũng hơi xa so với câu hỏi. Cho nên quay trở lại vấn đề đó, như sư nói đó, mình cứ coi con chó như con người, mình cư xử thì nó sẽ hợp với lẽ đạo hơn. Rồi, thôi sư qua cái câu hỏi tiếp theo.